Chào ngươi nhé, em vẫn còn một ít đầu này không. Hàng rất là chất lượng nha mọi người. Nói chung là dùng rất là nhiều phụ tùng linh kiện của Komatsu. Nói chung là hãng, ví dụ như là chế quan rồ hãng này, bạch xanh, chất lượng thiết kế nó y chang với mấy hãng luôn nha. Bởi vì nó phải giảm giá thành đi á, người hiểu không? Để nó giảm giá thành cho người tiêu dùng Việt Nam á, thì mình sẽ không có lấy bản quyền của cái con cái Komatsu, nhãn hiệu Komatsu được. Tại vì lấy nhãn hiệu Komatsu là đánh bản quyền rồi, chết. Nên là người ta sẽ kiểu như là mình thiết kế là mình thay đổi nhiều chi tiết á, tem mát rồi này kia để mà nó khác đi một tí. Nói chung là chất lượng thì bao xài nha mọi người. Dùng Buri Champion đúc nè, xịn nè, chế One Roll 2 kim xịn nè, côn xịn nè, bộ hơi cao cấp nha. Nói về áo này thì như áo hãng nha mọi người, như áo mấy hãng luôn, nó không khác gì luôn, chất lượng luôn, tương đương nhau. Sử dụng chụp chụp trợ lực nha, sử dụng chụp chụp trợ lực. Con này là 44cc, nòng nó 41 ly nha, trợ lực. Nói chung là khách bên em dùng rất là nhiều rồi, mua dùng rất là nhiều rồi. Nói chung là khách hàng thì họ dùng nhưng mà chưa có phản ánh gì về cái vấn đề hơi hám, hao xăng hay là như thế nào, chưa có phản ánh về những vấn đề đó. Nói chung là chất lượng dùng khá là tốt, khách khá là ưng, nổ rất là êm. Nó sẽ thiết kế rất là tại vì mình để cái tem này là cho nó cái chụp giật này là chụp giật trợ lực nha. Loại này là để chụp giật trợ lực, để tem này là đem để nhận dạng là máy máy bên em nha. Komatsu 44cc máy bên em bán ra và mình dễ bảo hành này kia. VIP luôn rồi, VIP rồi. Nói chung là dòng này em giới thiệu nhiều rồi. Này thì phát gia đình hay là mình đi phát thuê các mướn, phát cước đồ gì cũng rất là tuyệt vời nha. Ở nói chung là ví dụ như tùy địa phương thôi, ví dụ như địa phương ở em và ở một ở tỉnh Phú Yên và tỉnh Bình Định ở gần em, bọn em thì người dân người ta thích dùng nhất là dòng Echo, và đa số là dùng Echo 260 đó, dùng Echo 260 thôi nhé mọi người, 34 ly thôi, 26cc thôi đó. Mà họ đi là đánh góc mía này, phát chầu keo này, rừng keo á. Nói chung là làm việc con đấy nó rất là lợi xăng, chứ không phải là cần thiết là phải máy to đâu. Nhiều ông cứ khéo tưởng tượng là cái máy phải to đùng, năm máy 60cc thì mới gọi là ngon. Chưa chắc to nó đã ngon, to thì nó nặng, chưa chắc thì nó đã tốt, và nó nặng mà nó còn hao xăng. Tất nhiên máy càng lớn thì cái mức độ hao xăng nhiên liệu nó càng cao rồi đó. Còn cái máy nó lợi xăng nữa, phải tính đến nhiều phương án cho mọi người chứ không phải đó. Này thì bao VIP nhau mà. Thì cái đầu này thì 2.650.000 bao ship cho mọi người nha, bao ship. Còn anh em nào lấy full muốn lấy thêm bộ cần thì xịn á, thì em sẽ lấy cái bộ cần của G45 nha, G45L, bộ cần xịn của nó để mình lắp vào cái đầu này để cho nó chuẩn, xài cho nó ngon. Bộ cần đó thì nếu mà mình lấy nguyên cái bộ thì là 3.650.000. Nói chung lấy nguyên bộ thì báo em sẽ báo cho mọi người cụ thể. Còn cái đầu máy này là 2.650.000 bao ship cho người toàn quốc luôn nha. Thiết kế thì miễn bàn, chất lượng thì tuyệt vời. Đó, nó dùng với nhớt Tiger nữa là tuyệt vời ông mặt trời. Quá VIP. Khác gì đồ zin đâu. Chất lượng. Chế One Roll 2 kim. Cái này là bảo vệ cái chế cho da trên. Đó. VK
OneRoom xịn sò, nói chung nó rất là tiết kiệm xăng nha mọi người. Đầu máy là 2.650.000 nha, bao ship toàn quốc. Về anh em mà lắp cái con Mitsubishi TL3343 đồ, hoặc là cần hu 541143 đồ, là nói chung là vừa hết nha, cần tâm lớn là vô là vừa hết. Thì em vẫn còn một ít Buri mọi người. Buri Champion thằng xịn nha. Đó. Thằng xịn so. Thì một hộp này 10 cái. Thì còn ít à. Thì giá nó cũng hợp lý nha mọi người, rẻ, nói chung là nó sẽ rẻ. Anh em nào làm thì báo em. Và em nhận mọi người đặt phụ tùng nha. Ví dụ như anh chị cô chú nào muốn đặt phụ tùng của cái loại máy nào, phụ tùng gì ấy, thì cứ liên hệ với em. Đó, mình chụp hình con máy rồi, hoặc là chụp hình cái món phụ tùng mình còn mua đấy, gửi cho em Zalo số điện thoại của em này. Đó là em sẽ tìm giúp mọi người. Đó, báo giá cho mọi người. Ok chốt thì mình giao dịch thôi. Mà em cũng làm ăn thì cũng đàng hoàng, mọi người tránh cái trường hợp mà đặt xong rồi em báo giá xong rồi ok chốt đã xong rồi em lấy về rồi im xin chích nha, buồn lắm á. Cái lần sau bảo em tìm phụ tùng nữa là em không tìm cho đâu, tại vì phụ tùng bãi nó cũng khá là khó có. Rồi chào cô chú anh chị nha, hàng VIP chất lượng, bao dùng bảo hành 12 tháng nha, dùng thoải mái vô tư.